Sawadee-khap, xin chào các bạn. Cùng mình điểm qua những thức nổi bật của phim ảnh Thái Lan mùng 1 tháng 9 nhé. Không làm mất thời gian các bạn nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Ngày 1 tháng 9 vừa qua, trên phim Bayadasiak 7, nhà rài đã tung poster đầu tiên của bộ phim Vajrayanai Kunla. Phim với sự tham gia của hai diễn viên trẻ là Ben Santirai và Jemmy Panichara. Bộ phim đang trong quá trình quay phim và dự kiến lên sóng năm 2022. ฉากมานะคะเราก็ปะทะฝีปากกันขนาดนี้เลยแต่ว่าฉากต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในเรื่องพยากร้ายในกุหลาบค่ะVừa qua, các diễn viên bộ phim Kem Son Lai đã có bộ fitting trang phục cho phim. Bộ phim với sự tham gia các diễn viên Nun Wanut, Bom Kitcon, Hisa Barik, Euro Yosawat. Nội dung phim kể về Sơ và Lana yêu nhau khi cả hai đang đi du học ở nước ngoài. Mặc dù cô đã có chồng là tiến sĩ Ranbon, chồng cô không muốn ly hôn để vợ mình có thể tiến tới với Lana. Khi trở về Thái, Lana bắt đầu cuộc sống mới bằng cách kết hôn với Yawa.Người phụ nữ hoàn hảo về mọi mặt và cũng là người mẹ anh lựa chọn. Nhưng anh chưa bao giờ quên được Cher, người phụ nữ anh yêu. Sau khi biết được Lana đã kết hôn, Ranbon đồng ý ly hôn để trả tự do cho Cher. Cô nhanh chóng trở về Thái Lan và làm việc cho một công ty. Tại đây, cô đã trở thành mục tiêu săn đón rất nhiều người. Nhưng cô chưa bao giờ quên Lana. Sau khi kết hôn, Yawa thấy mình không nhận được tình yêu từ chồng và cô bắt đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa anh và Cher.Tất cả mọi người đều rơi vào rắc rối khi Lana muốn nói lại quan hệ với Cher nhưng cũng không muốn ly hôn vợ. Bộ phim dự kiến lên sóng năm 2022. Do tình hình dịch bệnh tại Thái Lan,các bộ phim phải tạm ngừng quay một thời gian dài và các nhà đài liên tục chiếu lại các bộ phim cũ. Vì có một đoàn phim khởi động trở lại phim trường là một tín hiệu vô cùng vui mừng. Ngày 3 tháng 9 vừa qua, đoàn phim Semi Chukun đã bắt đầu khởi quay trở lại phim trường. Bộ phim với sự tham gia của Euro và Ben Loy. Nội dung phim kể về Fansa, một cô gái xinh đẹp chỉ vì một lần say rượu mà bất đắc dĩ trở thành một người mẹ đơn thân. Cô ấy quyết định sẽ tự mình nuôi con.Lại không đòi hỏi bất cứ điều gì từ người chồng một đêm kia. Thế nhưng, số mệnh trêu đùa, kẻ đàn ông được gọi là bố con cô lại một lần nữa với những cuộc sống bố cô.แล้วนะคะวันนี้ก็เริ่มเปิดถ่ายทำวันแรกเนาะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็รอติดตามชมด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อครับวันว่าให้ดองฟิล์มFish Upon the Sky và Dare to Love đã có buổi fan meeting online vô cùng thành công và giao lưu với người hâm mộ. Fan meeting của Dare to Love diễn ra vào ngày 29 tháng 8. Cặp đôi Ip Bella đã mang đến những màn trình diễn thú vị với những ca khúc nhạc phim cũng như giao lưu vui vẻ với khán giả. Fan meeting của bộ phim Fish Upon the Sky diễn ra vào ngày 4 tháng 9. Cặp đôi Nam Mỹ Bon Phu Win của nhà đài GMM TVđã mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào và đầy màu sắc. Fish upon the sky live fan meeting. Pro live fan meeting on a day when the fish fill up the sky to say love. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc Live News số 24. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên like và share nó. Nhấn subscribe để theo dõi những video tiếp theo của kênh, cũng như cập nhật thông tin mới nhất về phim ảnh Thái Lan tại fanpage. Mình là Linh.Hẹn gặp lại trong video lần sau.